Và ai là fan của diễn viên nào thì tối nay mình sẵn sàng chiếc điện thoại để dơ lên quét mã QR code.
để không phải mà không phải là một người mà là 16 người, 16 chị em, 4 đội. Dạ 4 đội thì một đội sẽ có 4 thành viên, mà 4 đội thì là 16 người. Vợ nhà chị điếm nha, chị canh luôn. Nhưng mà chị hóng là buổi tối ngày hôm nay. Dạ thì nhạc rất là hay, và quý vị sẽ có vũ đạo, sẽ có những tiết mục rất là đặc sắc ở đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Là 4 tiết mục dành cho 4 đội luôn. Nhưng mà sau 4 đội là chị nào? Sẽ có chị lớn tuổi cũng có nè, trẻ cũng có luôn. Như ví dụ team của chị Trẩm Nhung, Châu Khoa nè. Em rất là thích, nhưng mà em thích già. Em thích già, chị hiểu không? Cái khu em là khu của mấy chị già. Em tin mấy chị làm được. Ai già? Không ai già đâu hả? Đoạn này sao ai trẻ chưa có mẹ? Cái gì? Ai trẻ chưa á? Ai cũng trẻ. Chắc chị nghĩ là trẻ hẻ, chứ không phải là trẻ đâu. Rồi quý vị ơi, giờ mình tham gia tham dự giùm em. Giờ quý vị nào chưa có vé, giờ mình cho cái tay giùm em. Quý vị nào có vé rồi, mới sẽ cấu chuẩn bị là số cuối đường băng là về trước đi ơi. Quá trời luôn đó ông ơi.
nhưng mà anh đọc á nó không có tép được cái gì hết trơn. Trời ơi, rồi hết lên luôn rồi. Dạ, tái nghe lại đây, bỏ lại Diễm ơi. Trời ơi, yeah, mày làm gì nó mới đúng đó, hướng nhẹ nhẹ thôi. Dạ, nè rồi mình reset lại nè. Đó, sao có nhạc hay quá rồi, sao có nhạc thằng dưới vậy ta. Đâu để thử. Cho nó thải độc coi, thải độc đi. Yeah. Mày thải độc hay mày hút độc? Nghe nghe hả? Nghe. Alo, alo 92 13 56. Qua Chu Chi, Bui Bay, Bui gì? Bui. Nghe mà nhỏ. Giờ mày. Cái này nghe mà nhỏ. Plan, Bui, Bo. Hai cái mo trước cái nhỏ, cái mo sau bự. Bui. Ôi trời ơi. Cho cái tiếng nó trong trong xíu đi anh, nghe nó đục quá. Để xuống cái giả nó nghe coi. Alo. Thở mít coi. Alo. Alo, alo. Hiểu không? Ok, ở dưới nghe không ạ? À? Alo. Không nghe. Đâu còn Hà Nội nghe không? Không. Alo. Chạy lên xa xíu nữa đi. Mất tín hiệu rồi. Có là đầu cầu Hà Nội nghe không ạ? À? Không, không rõ. Chạy nữa đi. Chạy nữa ha. Phải xa nữa. Tao chạy ra bánh sang xương á. Mày hay quá ha. Lên xíu nữa đi. Rồi, ok, ok. Rồi, cái video ok rồi đó. Đâu bây giờ chạy ra quốc lộ coi con nghe cái ầm cái không? Ơi. Ok. Đó là quầy kìa. Quầy quầy. Tao lại rồi quầy. Quầy gì ra? Chúng mình sống mãi như nào. Đây là cái bàn gỗ nhà như mới tiền. Để cho cái miếng kim cương như xưa.
giúp mình.